tráng kìa, lấy hai cái bánh tráng kìa ngay đi. Ngồi đưa nó thả. Nè nè. Bé nó con. Thôi, gấp bằng tay, bóc bằng tay á, bán gì hai cái bánh tráng đi. Ờ, gấp cái đó nửa đường nó gãy rớt bởi bây giờ. Kệ nó mới gấp nữa đó. Đây mà lấy giùm cho. Nè, cái này nguội rồi nè con. Cầm lên bán gì hai 10.000 cái. Kêu gì hai trả tiền 10.000 nha. 10.000. 10.000 nha. 10.000 một cái. Nói gì hai trả tiền 10.000. Cho ngoài cưng cái coi. Ông ngoài thương cái. Ông ngoài chạy luôn nè. 10.000. Quả nhiên cả thư cô không uống không. Mười ngàn. Trời, chị hai trả tiền bỏ túi đi. Trả tiền kìa, bỏ túi đi. Trả tiền nè. Bỏ túi. Cảm ơn bạn Bi. Túi áo đấy.